Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 24 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Kính thưa các bạn, trong thời gian qua mình cảm giác thấy rất là buồn vì nhìn thấy số lượt nghe và lượt like không đồng đều. Mình rất mong khi nghe mỗi video các bạn hãy like và chia sẻ để quảng bá giùm mình. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Một năm thời gian, ba người chỉ đánh nhau luyện tập. Nghịch Cương và Liễu Hàn Thư lực lượng tương đương, còn lại Hồng Quân thì kém hơn một bậc. Nhưng hắn lại không được sử dụng Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Sử dụng Nghịch Thiên Nhất Kiếm, hắn thực sự không dám. Thực lực của Hàn Thư và Nghịch Cương căn bản là tiếp không được. Thời gian đã đến, Hồng Quân chậm rãi thu hồi trận pháp. Ba người giống như vừa đi ra từ quáng mạch, vừa đi vừa cười nói. Hồng Quân huynh đệ, chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Nếu không có đệ thì chúng ta không có khả năng tìm được thiên thần khí. Nó đến cái nơi kia, nếu không phải có quy định mỗi người chỉ được lấy có một kiện thì có lẽ ta lại lấy hết luôn rồi. Người nói đầu tiên là Nghịch Ương, sắc mặt của lão như đang đứng trước một núi thiên thần khí vậy. Đúng vậy, Nghịch Ương đại ca nói quả không sai, lần này lấy được thiên thần khí đều nhờ công của sư đệ cả. Hàn Thư cũng một bên phụ họa, nhưng thực sự mà nói thì họ có được thiên thần khí cũng đều nhờ vào công của Hồng Quân. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, mọi người đều khách khí quá rồi. Ta cũng là ngẫu nhiên thấy cái cơ quan kia mới có thể phát hiện. Nó đến cũng thật đáng tiếc ca. Đệ cũng nghĩ có thể kiếm được vài món. Đáng tiếc cái quy định chết tiệt kia chỉ cho phép mỗi người sở hữu một kiện, không cách nào phá trừ, nên chúng ta cũng chỉ mỗi người được một kiện thôi. Hồng Quân cũng thêm vào, hắn làm như chính mình đang miêu tả lại mọi vấn đề mà hắn đã thấy. Liễu Hàn Thư lại nói tiếp. Không nghĩ Huyền Tinh Thiết Quáng lại có một chỗ như vậy, thật không thể tin được mà. Nghịch Ương cười nói. Thật không thể nào, nhưng mà chúng ta cũng đã có được thiên thần khí, cũng đã quá tốt rồi. Về việc khai thác quáng mạch, ta nghĩ về bản tính lại cách khai thác ha. Được rồi, Nghịch Ương đại ca. Liễu Hàn Thư đột nhiên con mắt sáng ngời. Có thiên thần khí mà chúng ta chưa được thấy uy lực của nó, trên sa mạc cũng không có người đi lại, không bằng chúng ta thử một lần. Sư huynh, huynh nóng tính quá. Nếu để cho người khác biết chỗ này có thiên thần khí, chúng ta như thế nào có thể từng bước tiến hành kế hoạch được đây? Hồng Quân nhìn thấy Hàn Thư muốn thử thiên thần khí thì phê bình nói. Tiểu Quân, đệ đừng nói Hàn Thư huynh đệ, ta cũng muốn thử xem. Dù sao xung quanh cũng không có ai, ta cùng Hàn Thư huynh đệ thử hai chiêu, đệ còn không biết ta thực sự rất nóng lòng muốn thử sao? Nghịch Cương một bên cũng ủng hộ. Thật sự là nói với các huynh không có biện pháp mà. Được rồi, đệ sẽ bố trí một cái nhị cấp trận pháp, các người ở trong trận pháp tỉ thí, như vậy cũng không bị người ta thấy được. Hồng Quân nhìn như thể bất đắc dĩ thở dài, tiện tay bố trí một cái trận pháp. Trong miệng nói là nhị cấp trận pháp, nhưng chỉ là bố trí một khốn trận bình thường, vây lấy Nghịch Cương và Hàn Thư vào trong. Hãy nhìn chúng ta biểu diễn đây. Nghịch Cương đứng đối diện với Liễu Hàn Thư nói. Nó là khốn trận, nhưng trận pháp là do Hồng Quân khống chế trong tay. Chúng qua hai người cũng xông ra cái dáng gì là có trận pháp cả. Tuy nhiên, ngoại nhân ở bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra tình huống gì, mà chỉ nghe rằng bên trong có bố trí cái gì trận pháp. Hay, hay lắm. Liễu Hàn Thư cũng rất hưng phấn. Hai tay hai người cùng lúc xuất hiện hai trung phẩm thiên thần khí. Người nhất chiêu, ta nhất thức, ở bên trong đánh loạn lên. Sau một canh giờ, khốn trận đột nhiên chấp nhoáng kịch liệt, Hồng Quân sắc mặt cũng thay đổi, như có vẻ hắn dùng hết sức để duy trì, chống đỡ trận pháp vậy. Uỳnh, một tiếng nổ lớn, thân ảnh của Liễu Hàn Thư và Nghịch Cương hiện ra, trong tay hai người cầm hai thanh thần kiếm. Hai người như không ai bảo ai, cùng nhất trí nhìn chằm chằm vào hai thanh thần kiếm. Hồng Quân có một chút mệt mỏi đứng lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cười khổ nói. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, đệ đã nói không cho hai người tỉ thí mà. Nhị cấp trận pháp của đệ vốn là không chống được, thiên thần khí va chạm không phải là tầm thường, chắc ta phải nghỉ ngơi đến 10 năm mới khôi phục được lực lượng. Hai người lúc đó mới chú ý tới Hồng Quân. Hàn Thư vội vã phi tới đỡ lấy thân thể của Hồng Quân nói. Sư đệ, đệ không sao đấy chứ? Chúng ta quả thật không biết uy lực của thiên thần khí, một chiêu vừa rồi không nghĩ phát ra một lực lượng cường đại đến như vậy. Nghịch Cương dường như cũng hiểu ra, liền thu thanh thần kiếm lại, xấu hổ nói.
Tiểu Quân, thực sự xin lỗi đệ, nếu ta kiên nhẫn hơn một chút thì không xảy ra chuyện gì như vậy. Nghị Cương vẻ mặt cũng rất chân thành xin lỗi. Bây giờ huynh đã biết được uy lực của thiên thần khí rồi chứ? Hồng Quân nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đệ đã thảm như vậy, có lẽ phải mất đến 10 năm nỗ lực tĩnh tu mới hồi phục được. Liễu Hoàn Thư và Nghịch Cương không còn biết nói gì, chỉ còn xấu hổ gượng cười mà thôi. Hồng Quân đột nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, bất đắc dĩ nói: đi thôi, còn ở chỗ này làm gì nữa? Cái cần có đã có rồi, chúng ta nhanh chóng trở về bố trí kế hoạch thôi. Bí mật của huyền tinh thiết quáng này tuyệt đối không thể để cho người của thần giới thứ nhất biết được. Sau đó Hồng Quân cùng hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, quay về Hồng Quân Thành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng từ đây tin tức được tung ra các thành trì lân cận. Đó là một hiệu ứng không thể thiếu được khi có một món đồ mà ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt. Thiên thần khí giáng thế, hơn nữa thiên thần khí còn xuất hiện ngay ở huyền tinh thiết quáng, tại đại sảnh của Luyện Hòa Thành thành chủ phủ. Giờ phút này ở đây tụ tập không ít người, mỗi người đều có một thân phận hiển hách, không phải là thành chủ cũng là phó thành chủ, kém nhất cũng là thống lĩnh hộ vệ thành. Lục thành chủ, ông nghĩ tin tức này có đáng tin không? Tuyết Lam Thành thành chủ Lam Cương hỏi. Lục Chiến Thiên cau mày suy nghĩ một chút, tính toán nói: chuyện này ta nghĩ cũng không tốt, tuy nhiên đối với tin tức này ta cũng vẫn giữ nguyên thái độ. Các người đều biết huyền tinh thiết quáng là một địa phương như thế nào đây. Có lẽ với thực lực của ba người kia có thể đi tới, thế nhưng muốn từ huyền tinh thiết quáng lấy đi cái gì đó quả thật khó hơn lên trời à. Băng Phong Thành thành chủ Điền Húc đứng lên lạnh lùng nói: Lục thành chủ nói như vậy, tại hạ cũng có một vài điểm nghi vấn, không biết ba người kia như thế nào mà lại có được thiên thần khí đây. Lục thành chủ, không phải cho rằng cái tên gọi là Hồng Quân kia luyện chế ra đấy chứ? Chuyện này Lục Chiến Thiên không có cách nào giải thích. Thực sự ở chỗ này chỉ có thần vương cấp bậc cao thủ mới có thể luyện chế ra thiên thần khí. Nếu vậy chẳng khác gì nói Hồng Quân là cấp bậc thần vương. Mà nếu là thần vương thì không cần phải bố trí ở thánh giới thôn bố trí trận pháp, trực tiếp đến Lạc Phượng Thành đồ sát sạch sẽ. Một đại hán mặc khắc y đứng lên, âm thanh sang sảng nói: ta xem Lục thành chủ muốn người của Luyện Hòa Thành độc chiếm bảo tàng đấy mà. Người cũng biết rằng ước ngàn năm qua bát đại thành trì của chúng ta cùng khí liên chi kẻ vai sắt cánh, đến tận hôm nay có chuyện quan trọng thì Luyện Hòa Thành các ngươi trở mặt sao? Đại hán này gọi là Công Tôn Hùng, chính là Ly Hỏa Thành thủ lĩnh thành vệ quân, đồng thời cũng là đệ tử của Công Tôn gia tộc vĩ đại. Hắn cũng chính là người có khả năng được kế thừa chức vị thành chủ. Lục Chiến Thiên có chút mất hứng, trừng mắt liếc mắt nhìn đại hán kia: ta nói ngươi Công Tôn Hùng, ở đây đều là thành chủ phó thành chủ, ngươi chỉ là thành vệ quân thống lĩnh, có tư cách gì chỉ trách ta đây? Công Tôn Hùng cũng trừng mắt lại: ta không có ý tứ chỉ trích Lục thành chủ, chỉ là nói ra ý nghĩ của mình thôi. Lục thành chủ, ngàn vạn lần đừng nghĩ trong lòng. Lục Chiến Thiên không để trong lòng, nhưng chính là có người để trong lòng. Công Tôn Hùng nói không phải không có đạo lý, mà còn rất có đạo lý nữa là đằng khác. Lục thành chủ, ta nghĩ nếu các ngươi Luyện Hòa Thành vẫn còn giữ thái độ hoài nghi, rõ ràng càng thể hiện lòng tham. Đến lúc đó dù có chút thiên thần khí cũng không đủ phân chia cho bát đại thành trì. Nếu ngươi bỏ cuộc, chúng ta ngược lại càng dễ phân chia. Có một thành chủ đứng lên nói. Lục Chiến Thiên sắc mặt biến đổi: ai nói Luyện Hòa Thành ta không tham gia, cũng chỉ tại chuyện này có chút khúc mắc mà thôi, chúng ta mới phải từ từ thương nghị. Không phải vừa rồi thái độ của ngươi vẫn còn đang nghi ngờ đó sao? Có một người đứng dậy. Luyện Hòa Thành nếu tính toán về khoảng cách thì chính là tòa thành trì gần nhất huyền tinh thiết quáng. Chính vì thế các thành chủ phó thành chủ đều phải tập trung ở Luyện Hòa Thành để thương nghị. Những thành chủ khác cũng đều được nghe tin tức từ thuộc hạ của mình. Thiên thần khí ba chữ quả nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Lúc trước Lục Chiến Thiên bố trí tuyên truyền tin tức về huyền tinh thiết quáng, mục đích chính là hãm hại người của Hồng Quân Thành. Cũng không thể nghĩ được là ba người Hồng Quân ở huyền tinh thiết quáng một năm bình yên vô sự, còn không muốn nói lại còn có được tới ba kiện thiên thần khí. Mới chỉ tính lực va chạm đã có thể phá vỡ nhị cấp trận pháp, đó là phạm trù siêu việt hơn thần khí, tuyệt đối là thiên thần khí, bét nhất cũng là hạ phẩm thiên thần khí.
Tin tức này là cả một vấn đề khó khăn. Chuyện này đến tai Luyện Hòa Thành và thất đại thành trì còn lại. Hôm nay mọi người tập trung ở Luyện Hòa Thành nghị luận, nhưng bản thân của Lục Chiến Thiên thì vẫn còn nhiều điểm khả nghi. Hắn cơ hồ không có chút tin tưởng. Tin tức này lúc trước chính mình tuyên truyền ra thật sự là có thiên thần khí sao? Nhưng chỉ nghi ngờ là thiên thần khí liệu có nằm ở huyền tinh thiết quáng thật hay không. Nhưng trước mắt thất đại thành trì môn chủ ai cũng sốt sắng, đương nhiên họ nghĩ rằng thiên thần khí chắc chắn có tại huyền tinh thiết quáng. Cứ như vậy, bát đại thành trì có một cuộc thương nghị ngắn ngủi, nhận định chắc chắn huyền tinh thiết quáng quả thật có một chút thiên thần khí. Tuy nhiên nếu muốn có được thiên thần khí cũng không phải dễ dàng. Huyền tinh thiết quáng bốn chữ này đại diện cho hàm nghĩa gì mọi người đều rõ ràng. Nó đại diện cho tử vong, mọi người ai cũng thấy. Nhưng cái mà họ thấy còn quan trọng hơn cả cái chết, đó là bọn Hồng Quân có được thiên thần khí. Mà thiên thần khí thì tràn ngập vô hạn hấp dẫn. Bây giờ mọi người ai cũng không còn lo lắng về vấn đề sống chết, họ chỉ lo lắng như thế nào lấy được thiên thần khí mà thôi. Trải qua khoảng một tháng thương thảo, bát đại thành trì rốt cuộc hạ quyết định. Mỗi một thành trì huy động 2.000 thượng phẩm thần nhân do thành chủ, phó thành chủ, thống lĩnh thành vệ quân chỉ huy. Một năm sau sẽ xuất phát tiến tới huyền tinh thiết quáng. Trong một năm này chính là thời gian cho bát đại thành trì tập trung nhân mã. Bởi vì vị trí của Luyện Hòa Thành gần với huyền tinh thiết quáng nhất, nên nơi này cũng chính là điểm tụ tập. Điểm tụ tập cho một cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử tầng không gian thứ 7. Trong khi đó, Hồng Quân Thành cũng phái người đi điều tra không ít. Những động tĩnh của bát đại thành trì cũng chuyển tới tai của Hồng Quân Thành. Không biết tưởng tượng được, lần này chúng ta răng lưới, không biết có bao nhiêu con cá to lọt lưới đây. Bát đại thành trì, không biết có bao nhiêu người tới à? Hàn Thư hắc hắc cười, còn thiếu mỗi chảy nước miếng ra khỏi miệng. Từ khi có được thiên thần khí, không có được xuất thủ. Từ khi hắn được thiên thần khí đến bây giờ, chưa có cơ hội xuất thủ lần nào. Lần trước ở sa mạc cũng chỉ là giả vờ mà thôi, chứ uy lực của thiên thần khí chính bản thân hắn cũng không chính thức biết được. Cần gì phải quan tâm hắn có bao nhiêu người, trận pháp của Hồng Quân huynh đệ giết chết bao nhiêu người ấy. Nghịch Cương cũng biết trận pháp của Hồng Quân có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước 20 vạn thần nhân tiến tới Thánh Giới Thôn bị trận pháp bao vây giết chết sạch sẽ, duy chỉ còn một người, đó chính là Liêu Cẩm, cũng chính là người Hồng Quân cho chạy thoát. Nghịch Cương lão ca, lần này huynh nói sai rồi. Nhiệm vụ của họ không phải là để cho chúng ta giết, nhiệm vụ của họ là để cho chúng ta biết huyền tinh thiết quáng có bao nhiêu nguy hiểm. Hồng Quân không nghĩ mình dùng trận pháp để đối phó với người của bát đại thành trì. Nếu thực sự muốn giết họ, từ địa kia biết để cho ai thám thính đây? Ba người đang mải mê nghị sự, đột nhiên La Băng cùng Lâm Lâm đi tới đại sảnh. Lâm Lâm hỏi, lần này các người muốn đi bao lâu đây? Lâm Lâm đối với kế hoạch bọn họ cũng được nghe qua. Bây giờ được nghe bọn họ nói, đương nhiên đối thủ là lực lượng của bát đại thành trì, Lâm Lâm cũng có chút lo lắng. Lo lắng nhất chính là Liễu Hàn Thư. Chuyện này chúng đệ cũng không biết rõ ràng lắm, thế nhưng sẽ không vượt qua quá 100 năm đâu. Lúc này chúng ta chỉ còn lên kế hoạch chế trụ bát đại thành trì, Hồng Quân tự tin nói. Lâm Lâm, lần này sau khi trở về ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng ăn hưởng mấy trăm năm. Hàn Thư thấy Lâm Lâm ưu tư liền đi qua an ủi. Lâm Lâm nghe được Liễu Hàn Thư nói thì cũng nở ra một nụ cười. La Băng trong y phục khắc y nhìn Hồng Quân hồi lâu, thản nhiên cười nói, ta muốn cùng các huynh cùng đi, lâu lắm rồi ta không có động thủ. Nghịch Cương cùng Hàn Thư đều trợn tròn mắt. Bọn họ bình thường cũng cùng là chiến đấu mà thôi, không nghĩ đến chuyện phụ nữ cũng muốn như thế. Hai người lập tức đưa ánh mắt nhìn Hồng Quân ái ngại, trong lòng đều nghĩ mọi chuyện đều do tên tiểu tử này giải quyết. Đáng tiếc hôm nay Hồng Quân không có chút nào hiểu được điều ấy. Hắn quay lại khuyên La Băng, Băng Nhi, lần này chúng ta đi không có chút nào vui vẻ cả, tốt nhất là cô nên ở nhà với Lâm Lâm tỉ tỉ đi ha. Băng Nhi muội muội không giống với ta, ta không thích chém giết, ta chỉ thích tĩnh tu, an tâm tu luyện. Nếu để Băng Nhi cùng ta thực không có chút ý tứ nào. Thế nhưng trong máu của Băng Nhi muốn chiến đấu, ta nghĩ mọi người nên đem Băng Nhi đi theo. Lâm Lâm cười ha ha nói, kỳ thực muốn chém muốn giết muốn đấu đều là ý tứ của La Băng tại Tu La Ma Giới. Tới nơi này dường như nàng có trách nhiệm hơn. Đến nơi này tính cách của La Băng dường như đã trở thành một người con gái bình thường. Lần này muốn đi theo Hồng Quân, nàng cũng thực sự không muốn thấy cuộc đời mình tịch mịch trôi qua.
cái cảm giác này La Băng trải qua một vài lần và không muốn trải qua lần thứ hai. Ba người đối với La Băng thật bất đắc dĩ, đồng ý cho La Băng gia nhập, mang theo 1000 thượng phẩm thần nhân. Đoàn người xuất phát, trên đường đi thì bọn họ không thể che giấu được, ngược lại là rất nghênh ngang, sợ rằng người khác đã biết hết tình huống của mình. Khi đó thì lộ ra hết bí mật của mình tại Huyền Tinh Thiết Quáng, có khác gì mình tự khai ra là mình đang đưa quân đi làm một chuyện gì đó. Luyện Hỏa Thành trong một năm qua coi như là cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số thượng phẩm thần nhân đi vào thành, sau đó liền đi vào thương nghị, họp bàn. Như vậy trong một năm có 16000 thượng phẩm thần nhân đi vào Luyện Hỏa Thành. 16000 thượng phẩm thần nhân là một con số đáng nói, vì thiên thần khí có thể đây là một quân chủ lực của Bát Đại Thành Trì. Có thể nói các thành chủ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Đội ngũ của họ so với Hồng Quân Thành lớn hơn 16000 thượng phẩm thần nhân, hơn nữa còn có bao nhiêu người thống lĩnh của Bát Đại Thành Trì. Đoàn người một bước tiến thẳng tới Huyền Tinh Thiết Quáng. Hai phương nhân mã hoành tráng tiến thẳng về Huyền Tinh Thiết Quáng. Cho dù là thượng phẩm thần nhân của thần giới thứ nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quáng mạch. Liên miên hơn 10 vạn dặm chỉ thấy cát vàng và núi non, bất luận là kẻ nào cũng muốn xem một đội hình như vậy. Cũng không để cho Hồng Quân thất vọng, 16000 thần nhân trong 3 tháng đã đến nơi, có đến hơn 10 người là thượng phẩm thần nhân ngang nhiên đi tới phía trước không một chút e sợ. Cái gì? Nghịch Cương có một trận kinh ngạc nhìn Hồng Quân nói, không nghĩ chúng ta cũng có người quen đang đến đây. Hồng Quân căn bản thần thức không thể bao trùm xa như vậy, Nghịch Cương nói như vậy khiến cho Hồng Quân khó hiểu. Người quen cũ? Không thể à, đệ vừa tới tầng không gian này hơn 100 năm thì lấy đâu ra người quen cũ? Hồng Quân, không lẽ đệ đã quên lão chủ nhân của Hồng Quân Thành sao? Nghịch Cương thần thức vẫn quan sát Liêu Cẩm nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân con mắt sáng ngời nói, Nghịch Cương lão ca, người mà huynh nói chẳng lẽ là Liêu Cẩm chăng? Đúng vậy, lão già này không thể tưởng hắn lại đi trong đoàn quân của Bát Đại Thành Trì. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên Hồng Quân chợt giật mình hiểu ra. Nghịch Cương lão ca, nghĩ đến chuyện Liêu Cẩm đi chung với người của Bát Đại Thành Trì cùng với các thành chủ khác đi cùng, đệ mới chợt nhận ra. Dù đã biết Huyền Tinh Thiết Quáng nguy hiểm thế nào nên chúng đã thông tin cho chúng ta biết. Nhưng tính toán quả nhiên là lợi hại. Nghịch Cương thở dài, may mắn có tiểu quân nghĩ ra biện pháp. Xem trận thế của bọn chúng như vậy, nếu khi trước chúng ta lao vào khai thác Thiết Quáng thật là nguy hiểm. Quả nhiên đều là thượng phẩm thần nhân. Hàn Thư ở bên cạnh tùy ý dùng thần thức điều tra tu vi của những người kia. Điều đó khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Một đội nhiều thượng phẩm thần nhân như vậy, không phải chỉ có một hai thành trì điều động người đi. Cũng may giờ này Hàn Thư đã có thiên thần khí. Nếu là trước kia hắn thấy từng loài người thượng phẩm thần nhân thì cách lựa chọn của hắn lúc này sẽ là chạy thật nhanh. 16037 người thật là đông đảo. Nghịch Cương nhẹ nhàng lắc đầu than, tiểu quân đệ quả nhiên là lợi hại, chỉ một tin tức thiên thần khí thôi mà khiến cho Bát Đại Thành Trì điều động nhiều nhân mã đến như vậy. Nếu không có kế hoạch từ trước, có lẽ ta đã trở về tìm cách đánh tám đại thành trì này. Hồng Quân cũng miễn cưỡng nói, cho dù huynh có toàn lực đánh thì có tác dụng gì đây? Thần giới thứ hai ngoại trừ chúng ta ra có thực lực bảo hộ thành trì, còn chỗ khác thì sao? Liễu Hàn Thư gật đầu nói, sư đệ nói quả không sai, nếu không có trận pháp của sư đệ, chúng ta hai người thật sự ngay cả bảo vệ Hồng Quân Thành cũng không nổi nữa là... Huynh xem Bát Đại Thành Trì đồng khí liên chi như vậy, nếu chúng cùng nhau tấn công Hồng Quân Thành, chúng ta chỉ còn cách là chạy chỗ chết mà thôi. Nghịch Ương bị hai người nói cho đỏ cả mặt, xấu hổ nói, kỳ thực ta chỉ muốn đánh một trận, hạ được Luyện Hỏa Thành, như vậy chúng ta có hai tòa thành trì gần nhau, muốn bảo vệ cũng dễ hơn. Hồng Quân và Liễu Hàn Thư nghe xong thì đều gật đầu, chuyện này không sai, chúng ta ở đây mục tiêu chính là Luyện Hỏa Thành, sau này có đánh nhau một trận cũng đáng lắm. Bọn họ đã đi qua. La Băng ở bên ngoài từ đầu tới giờ chưa từng nói một câu nào, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Ba người không ai bảo ai đều dùng mình một cái. 16000 người căn bản không biết bọn họ vừa đi qua một vòng quỷ môn quan. Nếu Hồng Quân hạ sát thủ khởi động trận pháp đều có thể bắt tinh anh của Bát Đại Thành Trì phải chết. Đi đầu chính là Bát Đại Thành Chủ Lục Chiến Thiên, là người luôn luôn cẩn thận, đột nhiên nhíu mày nói, dừng lại. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?
Kỳ lạ, nhìn hắn là các thành chủ, phó thành chủ, thống lĩnh thành vệ quân nhao nhao hỏi. Đã tới được huyền tinh thiết quáng, nói cách khác là không còn cách xa bao nhiêu thiên thần khí. Giờ bảo dừng lại, ai chịu nổi đây? Mọi người ai cũng không chịu nổi, vì sức hấp dẫn của thân thiên thần khí quá lớn. Các vị, xin nghe ta nói. Lục Chiến Thiên nhanh nhẩu nói. Không biết mọi người có chú ý không, nhưng theo lý thuyết thì người của Hồng Quân Thành phải đến sớm hơn chúng ta. Mặc dù chúng ta không biết lộ tuyến, thế nhưng một điểm, một chút tung tích cũng không có. Tự hồ có cái gì đó không đúng rồi. Có cái chó chết gì mà không đúng đây? Những người này bên dưới lại nhao nhao lên một lần nữa. Cụ thể ra sao ta cũng không mấy rõ ràng, nhưng mà cuối cùng ta không hiểu được, hình như có người đang giở trò chờ chúng ta sập bẫy. Lục Chiến Thiên lại suy tư, hắn thực sự không biết cái điểm không đúng là ở chỗ nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết chỗ này là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói, trực giác của Lục Chiến Thiên cực kỳ nhạy bén. Thế nhưng bây giờ bọn họ phát giác thì cũng đã quá muộn rồi. Tất cả mọi người đều đã đi vào trong trận pháp của Hồng Quân. Bây giờ muốn chạy ra khỏi quáng mạch chỉ có hai biện pháp. Một, theo đường cũ trở về. Như vậy vẫn phải trải qua một lần trận pháp của Hồng Quân. Đương nhiên nếu thấy bọn họ có ý trở về thì chỉ cần Hồng Quân khởi động trận pháp, lúc đó thì chết bao nhiêu mà tính bây giờ. Không những thế, gần đến chỗ có thiên thần khí rồi mà còn quay về thì phí công sao. Thứ hai, tiếp tục đi xuyên qua phiến quáng mạch, khó khăn này cũng không hề kém đi hơn so với đi qua trận pháp của Hồng Quân một chút nào. Nói nửa ngày cũng chỉ là nói nhảm. Những người luyện hỏa thành các ngươi đều nhát gan, muốn về thì về đi. Công Tôn Hùng từ đầu đã có ý muốn đối đầu với Lục Chiến Thiên. Theo hắn thì đối với Lục Chiến Thiên, chỗ nào cũng là khó khăn, là nguy hiểm. Nói nửa ngày cũng như là chưa nói, chỗ này nguy hiểm như thế nào ai mà chẳng biết. Nếu không thì ức ngàn năm qua đã có người đến đây khai thác quáng mạch, chỗ có thiên thần khí mà không có nguy hiểm được sao? Chúng ta vì muốn thiên thần khí mà tới, ba người kia có thể lấy được thiên thần khí thì chúng ta cũng có thể. Một hồng y đại hán đứng bên cạnh Lục Chiến Thiên cũng nhảy vào đả kích. Ai nói ta sợ? Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút thôi. Nếu các ngươi không hiểu hảo ý của ta, ta cũng không nói cái gì thêm nữa. Mọi người cứ tự bảo trọng cho bản thân mình. Lục Chiến Thiên vốn rất tin vào trực giác của mình, nhưng mọi người xung quanh đều cố ý nói hắn nhát gan, nên đột nhiên hắn cảm thấy mình có lẽ đang nghi ngờ thái quá. Chính vì thế hắn lại càng hạ quyết tâm phải tìm bằng được thiên thần khí. Bỏ đi mọi điều hoài nghi, bắt đại thành chủ đem theo thuộc hạ của mình từng bước một tiến vào lãnh địa của huyền tinh thiết quáng. Nhưng bọn họ căn bản không hiểu được, cái chờ đợi bọn họ không phải là thiên thần khí mà là một trận đồ lục thảm khốc. Huyền tinh thiết quáng đối với thần nhân ước ngàn năm nay chính là cấm địa, nhưng hôm nay đã khác. Sức hấp dẫn của thiên thần khí đã khiến cho bát đại thành chủ dẫn theo các thuộc hạ tinh anh tập trung ở nơi này xông vào địa ngục cấm địa. Tổng diện tích của huyền tinh thiết quáng tính cả núi non diện tích khoảng 10 vạn dặm. Người của bát đại thành trì trong vòng nửa ngày đã đi được vào phạm vi hơn ngàn dặm. Hồng Quân mang theo Liễu Hoàn Thư, Nghịch Cương, La Băng đi theo và cũng không quên bố trí một cái ẩn thân trận pháp nho nhỏ. Cứ như vậy, bọn Hồng Quân nghênh ngang đi theo sau đội quân hùng mạnh của bát đại thành trì mà không ai phát hiện ra. Bọn họ cũng muốn biết tận cùng của huyền tinh thiết quáng có cái gì nguy hiểm. Một tiếng giống lớn của dã thú vang lên, tiếng giống khiến cho mặt đá của tòa núi rung lên bần bật. Lập tức một thân ảnh thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Thân hình giống như một con hổ, sau lưng có hai cánh, đầu như mặt người, trên đầu có một chiếc sừng dài và to như một ngọn núi nhỏ và nhoáng lên như một kiện thần khí. Đó chính là những hình ảnh mà mọi người thấy được khi thân ảnh kia hiện ra rõ ràng. Loài người, các người chẳng nhẽ không biết đây là địa phương mà các người không được tới sao? Quái thú nọ nói tiếng người, âm thanh vang vọng như tiếng sấm. Huyền hổ thú, không xong rồi, như thế nào mà nó lại xuất hiện ở chỗ này đây? Lục Chiến Thiên kinh hãi hô lên một tiếng, mặc dù trước mắt chỉ có một con huyền hổ thú, nhưng lại làm cho sắc mặt của 1.600.000 thần nhân sắc mặt ngưng trọng. Huyền hổ thú là một loại quái thú của vô danh không gian tầng thứ 7 này. Huyền hổ thú còn bé thì không có lý trí, không có trí thông minh, không có khả năng giết người. Nhưng huyền hổ thú trưởng thành, công kích không thể yếu hơn thượng phẩm thần nhân. Hơn nữa, lớp da dày không kém gì thần khí chiến y, lực phòng thủ cực kỳ kinh khủng.
Tại tầng 7 vô danh không gian này, huyền hổ thú không nhiều, nhưng ở huyền tinh khiết quáng này chính là địa phương của chúng. Trước đây, Luyện Hỏa Thành, Băng Phong Thành, Lạc Phượng Thành cũng đã từng để ý đến huyền tinh thiết quáng, cũng đã từng huy động vô số thần nhân, nhưng cuối cùng vẫn bị huyền hổ thú đánh cho đại bại. Có chút kỳ lạ, sao chỉ có một con huyền hổ thú vậy? Công Tôn Hùng có một chút kỳ quái hỏi. Huyền hổ thú là loại sinh vật sống quần cư, một con thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là số lượng kinh khủng của bọn chúng. Ở phía núi non này, ước tính phải có đến hơn 10 vạn huyền hổ thú trưởng thành sinh sống. Bát đại thành trì có liên hợp lại thì cũng không thể so sánh với số lượng của chúng. Loài người, các ngươi đều bị điếc hết rồi sao? Huyền hổ thú không thấy ai trả lời hắn thì lại càng tức giận, nhảy lên cao, kêu một tiếng thật to. Lập tức xa xa đáp lại là vô số tiếng kêu. Xong hết rồi, huyền hổ thú đã muốn công kích, chúng ta mau chạy đi. Lục Chiến Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Loại tiếng kêu này chính là tiếng kêu đáp trả khi có ngoại nhân đến xâm lăng lãnh địa của huyền hổ thú và bị huyền hổ thú phát hiện. Bình thường một con huyền hổ thú có thể so sánh với 3 tượng phẩm thần nhân. Những tiếng kêu vừa rồi đâu chỉ đơn giản là vài vạn, mà chỉ cần một vạn con thôi cũng đủ sức tiêu diệt toàn bộ liên quân của Bát Đại Thành Trì. Lui! Lục Chiến Thiên là người đầu tiên lớn tiếng hô binh lính của mình thối lui. Xa xa có thể thấy loáng thoáng vô vàn thân ảnh của huyền hổ thú. Chúng ta cũng lui. Băng Phong Thành thành chủ Điền Húc cũng lớn tiếng quát lui binh. Nếu cùng với số lượng huyền hổ thú kia quyết chiến, có khác nào đi tự sát. Lui binh là sự lựa chọn duy nhất lúc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên quân 1.6 vạn thần nhân liền lập tức thối lui. Chỉ tiếc là bọn họ không thể nào lui xa ra được, đơn giản vì họ đã bị huyền hổ thú vây quanh. Tốc độ của huyền hổ thú có thể nói là nhanh hơn họ gấp nhiều lần. Loài người ghê tởm, dám khinh thường tôn nghiêm của chúng ta, phải giết không cho chúng toàn thây. Lúc trước, người của mấy tòa thành trì giấy binh tiến vào huyền tinh thiết quáng, khiến cho huyền hổ thú vô cùng tức giận. Lần này thì chính vì thế, khi phát hiện được có người thâm nhập lãnh thổ, huyền hổ thú nhanh chóng thông báo cho bầy đàn phát động công kích. Lần công kích đầu tiên của huyền hổ thú khiến cho mấy trăm thần nhân vong mạng và trọng thương. Nhưng huyền hổ thú cùng lắm chỉ bị chết hơn 10 con, 70-80 con bị thương. Đừng nên tham giết, tìm cách phá vòng vây. Lục Chiến Thiên lại hô lớn một tiếng, trên tay huy động thần khí bức lui huyền hổ thú trước mặt, mang theo thuộc hạ hướng phía xa bỏ chạy. Trốn ư, bọn họ có thể trốn được sao? Huyền hổ thú chính là do Hồng Quân cố tình dẫn đến. Hắn có thể thuấn chuyển lên bầu trời, căn bản không sợ loại quái thú này. Tại không trung, vô tận vật chất vô danh màu xám không thể đụng đến Hồng Quân. Đối với lực công kích của huyền hổ thú, Hồng Quân cũng âm thầm tán phục. Hồng Quân cho dù sử dụng nghịch thiên nhất kiếm cũng không thể nào giết chết nhiều huyền hổ thú như thế được. Dù có muốn thì cũng không có khí lực để làm. Cứ mỗi lần thần nhân chết đi hóa thành màu xám vô danh thì Hồng Quân lại thấy được một điểm biến hóa bên người. Đó chính là lực lượng tinh thần của những thần nhân bị chết đi. Còn về huyền hổ thú, sau khi chết đi không biến vào màu xám vật chất, thân thể cũng không có biến mất mà được những huyền hổ thú khác thu lại. Trong khi đó, Hồng Quân, Nghịch Cương, Liễu Hàn Thư và La Băng sau khi bố trí một trận pháp ẩn thân thì ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Bên ngoài chém giết căng thẳng như thế nào hắn cũng chẳng cần quan tâm. Huyền hổ thú do hắn dẫn đến để giết chết người của Bát Đại Thành Trì, quan tâm làm gì đây? Nếu cần thiết thì lại bố trí trận pháp vây khốn bọn họ, dùng thiên thần khí đồ lục một phen, giết được bao nhiêu thì giết. Lục thành chủ, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Huyền hổ thú nhiều quá, nếu tiếp tục kéo dài tình hình này thì tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này thôi. Điền Húc bên ngoài đã có nhiều vết thương, máu xám chảy ra nhiều khiến cho hắn có chút choáng váng đầu. Liên quân của Bát Đại Thành Trì đã tử vong hơn 3.000, mà huyền hổ thú chỉ chết được có hơn 100 con. Hơn nữa, bốn phía huyền hổ thú càng ngày tới càng đông, tình thế của liên quân càng lúc càng nguy hiểm. Điền thành chủ, bây giờ chỉ có tổ chức một đội cảm tử quân, nếu không hôm nay tất cả chúng ta phải chết hết ở chỗ này. Lục Chiến Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có một câu mà hắn muốn nói nhưng lại không nói ra, đó là ta đã nói từ sớm mà các ngươi không nghe, bây giờ còn muốn chạy sao? Đơn giản như vậy sao? Lục Chiến Thiên trong lòng vẫn còn đang nhiều điều kỳ quái. Ở đây nhiều huyền hổ thú như vậy, bọn Nghịch Cương làm thế nào mà lại lấy được thiên thần khí đây? Hoặc có thể nói, thiên thần khí như thế nào lại lọt vào tay bọn Nghịch Cương được?
Tinh quáng nhiều năm qua như vậy, nếu thực sự có thiên thần khí, một là sẽ bị người ta lấy đi, hai là sẽ bị huyền hổ thú lấy. Mà huyền hổ thú thì không biết luyện khí, có nghĩa là bọn chúng không biết tác dụng và uy lực của thần khí, chứ đừng nói là thiên thần khí. Ba canh giờ, chỉ ngắn ngủi trong ba canh giờ, liên quân từ 16,000 thần nhân thì giờ này chỉ còn sống sót có 6,000. Mà những người còn sống này, không có ai là không mang trên người thương tích cả. Lục Chiến Thiên và Thất Đại Thành Chủ đều kiến thiết một nhóm 700 người làm cảm tử quân. Mặc dù làm bị thương rất nhiều huyền hổ thú, nhưng cũng không có khả năng mở ra được thông đạo để bỏ chạy. Đối mặt với hơn 30,000 huyền hổ thú, những người còn sống sắc mặt ai cũng xám ngoét, phảng phất như đến ngày tận thế. Mục đích của đội cảm tử quân chính là giúp cho đồng bọn trốn ra được ngoài. Họ không có hy vọng để sống, chứ đừng nói là trốn thoát được. Và đó cũng chính là lý do để 700 người làm cảm tử quân chọn con đường tự bạo. Bọn họ tự bạo với hy vọng mang theo nhiều cơ hội cho người khác bỏ trốn. Nhưng liệu hy sinh của họ có được đền đáp hay không? Cảm tử đội viên đều do các vị thành chủ hao tâm tổn trí nuôi dưỡng đào tạo. Lần này cho bọn họ xuất quân, mỗi một vị thành chủ đều đem máu ra thề. Nếu qua được kiếp nạn này, nhất định sẽ đem quân đến săn bằng Hồng Quân Thành. Cảm tử quân tự bạo càng khiến cho huyền hổ thú thêm hung tính. Sau khi chết mấy trăm con, hơn 30,000 huyền hổ thú gắt gao vây quanh những người còn sống sót. Thần nhân cảnh giới thì không thể thuấn di, tốc độ lại không hơn được huyền hổ thú, muốn chạy là không có khả năng. Thật không nghĩ được bọn chúng lại có gian kế như vậy. Liêu Cẩm cười khổ một tiếng, hắn vốn đã biết lực công kích của Hồng Quân. Đối với việc Hồng Quân có được thiên thần khí, hắn cũng chỉ nghĩ từ chỗ này mới có được thiên thần khí. Giờ này nghĩ lại thì đã ai hay, ô hô. 6,000 thần nhân sắc mặt ai cũng bi tráng, kết quả cuối cùng cũng là chết, khiến cho những người còn sống điên cuồng hẳn lên. Bọn họ điên cuồng chém giết huyền hổ thú. Lúc trước phải 3 người mới theo được tốc độ của huyền hổ thú, nhưng tình hình hiện giờ thì 2 người cũng phải đối phó với 1 huyền hổ thú. Số lượng huyền hổ thú tử vong cũng chậm rãi mà tăng lên. Tới cuối cùng cũng mới phát huy hết tiềm năng nha. Hồng Quân đang nhìn từ trên cao có chút lắc đầu. Lần đầu tiên hắn mới thấy được quang huy trên người thần nhân của thần giới thứ nhất. Bao nhiêu năm qua đi, người của thần giới thứ nhất và thứ hai đấu tranh, giờ này cũng không khác gì với trận chiến này. Người của thần giới thứ nhất như huyền hổ thú, người của thần giới thứ hai như 6,000 người còn sót lại. Lúc bị đẩy đến bước đường cùng thì bất kể kẻ nào cũng nóng nảy, điên cuồng. 37 người rốt cuộc bị huyền hổ thú bao vây, thần khí và thần khí chiến đi cũng không thể cứu được họ mạng này. Bát đại thành trì và các thượng phẩm thần nhân đã toàn bộ chết trận tại nơi đây. Vô danh không gian tầng thứ 7 rốt cuộc đã có những sự thay đổi rung động đến bất ngờ. Hồng Quân Thành có phải chính là cái gã tiểu tử vừa xuất hiện đã biến mất như lời tiên kia trước khi chết đã nói hay không? Để cho huyền hổ nhất tộc chúng ta bị tổn thất nặng nề như thế này, hậu quả như thế, các ngươi gánh vác không nổi đâu. Một gã huyền hổ thú thật lớn nói nhỏ, sau đó mang theo thi thể của những huyền hổ thú chết trận rời đi, biến mất vào sâu trong khu vực huyền tinh thiết quáng. Huyền hổ thú thật thú vị. Sau khi tất cả huyền hổ thú rời đi, Hồng Quân cũng từ vật chất màu xám đi ra, nhìn vào địa phương mà huyền hổ thú vừa rời đi. Hồng Quân huynh đệ, tình hình thế nào rồi? Bọn họ có tới không? Hàn Thư đang cầm vò rượu uống, Nghịch Ương liền đặt vò rượu xuống rồi hỏi. Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương đều không thấy được sau khi Hồng Quân trở về thì ánh mắt của La Băng nhìn Hồng Quân rất kỳ lạ, đó là sự quan tâm, còn hơn thế nữa. Quái thú cũng quả nhiên lợi hại, 16,000 người chết, không còn người nào, quái thú chỉ chết có mấy ngàn. Hồng Quân cười cười nói, đối với lực công kích của huyền hổ thú, hắn lại dâng lên một trận cảm thán. Để nói 16,000 người không còn ai sống sót sao? Hàn Thư cũng không uống rượu nữa, trừng mắt lên hỏi. 16,000 thần nhân này đều là thượng phẩm thần nhân mà chết không còn một người nào. Chuyện này khiến người ta khó mà tin tưởng được. Quả nhiên là một mưu kế thâm độc. May mắn lần này tiểu quân cho bọn chúng gậy ông đập lưng ông. Nếu không người xui xẻo là chúng ta rồi. Người cương tức giận nói. Lúc trước nghe được tin tức của huyền tinh thiết quáng, lão hưng phấn, thiếu chút nữa dẫn người đi khai thác. Nếu lúc đó mà hành động, có lẽ những người chết ngày hôm nay là thuộc về của lão. Sư đệ, bây giờ họ đã chết hết, chúng ta có cần thiết phải lo lắng về việc trinh phạt luyện hỏa thành nữa không? Liễu Hàn Thư kích động hỏi. Cứ nói đến chuyện chiến tranh là cả người hắn hưng phấn hẳn lên. Công kích luyện hỏa thành ư? Hồng Quân lắc đầu cười nói.
Ngụy Cương nhìn vẻ mặt của Hồng Quân thì liền đoán, chẳng lẽ công phá Băng Phong Thành? Nhưng có điều Luyện Hỏa Thành nói về cự ni thì gần hơn chúng ta hơn một chút à? Chẳng lẽ huynh thay đổi chủ ý, muốn đánh tất cả các thành trì? La Băng cũng chính là người hiểu tâm tư của Hồng Quân nhất, nàng không xác định nhưng cũng nói ra câu này. Dù sao lúc trước Hồng Quân cũng không có ý định công kích cả bát đại thành trì. Hồng Quân tán dương cười cười nói, chỉ có La Băng là thông minh, chỉ một chút thôi cũng đoán được tâm tư của ta. Ngụy Cương há to mồm, tiểu quân, lúc trước ta nói với đệ phải đánh cả 8 đòa thành trì, lúc đó đệ cùng Hàn Thư cho rằng ta hồ đồ, nói cái gì phải bảo vệ thực lực của thành trì, sao giờ lại... Liễu Hàn Thư cũng buồn bực, vì cho dù thần giới thứ hai có đến hơn 1 ức, trong khi thần giới thứ nhất chỉ còn có hơn 2 vạn, thì họ cũng không có năng lực để bảo vệ bát đại thành trì này. Một khi chiếm lĩnh chắc chắn là đón nhận mưa to gió lớn của các cuộc tấn công, như vậy cơ hồ chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Hồng Quân chỉ cười cười tự tin nói, thiên khơ không thể tiết lộ, đến lúc đó các huynh sẽ biết thôi. Ta cam đoan cả Hồng Quân thành nữa là 9 tòa thành trì sẽ tuyệt đối an toàn. Ngụy Cương, Hàn Thư, ngay cả La Băng trong đầu cũng có một trận khó hiểu, không biết trong hồ lô của Hồng Quân có loại dược liệu gì. Nhưng ít ra 3 người đều có đủ lý do để tin tưởng Hồng Quân, nên họ cũng không có ý kiến gì cả. Tiểu Quân, bây giờ Huyền Tinh Thiết Quáng tính thế nào? Ngụy Cương còn thiếu là chảy nước miếng ra khỏi miệng, vội vàng hỏi. Không có biện pháp đối phó với quái thú này, chúng ta tạm thời đành bỏ qua Huyền Tinh Thiết Quáng, khi nào có biện pháp tốt thì sẽ quay lại. Hồng Quân chỉ còn cách thở dài, trước mắt là một núi thiết quáng mà chỉ được nhìn, ai mà không tiếc đây. Cũng chỉ tiếc là bọn họ chưa có đủ thực lực để cướp lấy mà thôi. 30 năm sau, 2 vạn thôn trang xung quanh bất đại thành trì, cô hồ có tới hơn 1 ức thần nhân của thần giới thứ hai. Hồng Quân Thành, thành chủ Ngụy Cương đã hiệu triệu người của các thôn trang vây kín bát đại thành trì. Người trong thành chỉ còn cách đóng kín cửa thành không ra, hơn nữa còn đưa tin cầu cứu tới các thành xa hơn. Sau 10 năm, hơn 100 vạn đại quân của Hồng Quân Thành đã chạy tới Luyện Hỏa Thành. Nơi này, thần nhân của thần giới thứ hai tụ tập đến hơn 300 vạn, cộng thêm với 100 vạn từ Hồng Quân Thành, 400 vạn thần nhân hướng Luyện Hỏa Thành công kích mãnh liệt. Cùng lúc đó, Băng Phong Thành, một trong bát đại thành trì, cũng bị thần nhân của thần giới thứ hai bao vây, tổng phản công. Sau 3 năm, nhờ có sự trợ giúp của Hồng Quân, Ngụy Cương, Liễu Hàn Thư, Luyện Hỏa Thành là tòa thành đầu tiên bị công phá. Hơn 400 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất chạy trối chết. Hơn 500 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất bị liên quân của Hồng Quân Thành và người của thần giới thứ hai giết chết. Luyện Hỏa Thành bị công phá, người của thần giới thứ hai đã có được 2 tòa thành trì. Sau khi chiếm được Luyện Hỏa Thành, 3 người liền nắm chặt thời gian để giúp đỡ những tòa thành còn lại. Đa số các tòa thành vừa thiếu thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ, nên người của thần giới thứ hai dễ dàng chiếm tuyệt đối ưu thế. Khi bọn Hồng Quân rời đi, Luyện Hỏa Thành chính thức đổi tên thành Ngụy Cương Thành, Băng Phong Thành chính thức đổi tên thành Hàn Thư Thành, Thi Phàm thủ lĩnh chính thức trở thành Hàn Thư Thành thành chủ. 2 tòa thành trì sau khi được tiếp nhận thì an bài nhân thủ đi giúp quá trình chiếm đóng 6 tòa thành trì. Sau đó 3 tòa thành trì tiếp tục bị công phá, chỉ còn lại 3 tòa là chưa bị công phá. 50 năm, cuối cùng 3 tòa thành trì còn lại cũng đã bị công phá thành công. Thần nhân của bát đại thành trì chạy trốn chết đều hướng về một tòa thành trì có tên là Hoàng Sa Thành chạy trốn. Hoàng Sa Thành là một tòa thành lớn nhất trong 110 tòa thành, cách Hồng Quân Thành khoảng 5.000 dặm. Trong 100 năm, thần giới thứ hai cuối cùng hy sinh hơn 1.300 vạn thần nhân để chiếm được 8 tòa thành trì, đồng thời tiêu diệt được 3.000 vạn thần nhân của thần giới thứ nhất, xem như đây là một thắng lợi chưa từng có của thần giới thứ hai. 100 năm qua, bát đại thành trì được Hồng Quân dùng trận pháp để gia trì. Tổng cộng 9 tòa thành trì giờ đã trở thành một thể, là một thế lực của thần giới thứ hai. Mặt khác, 6 tòa thành trì còn lại đã được thần nhân của thần giới thứ hai đổi tên, phân biệt thành Vô Cực Thành, Thiên Xảo Thành, Bạch Phượng Thành, Phong Hỏa Thành, Nguyệt Lộ Thành và Thái Bình Thành. Hơn nữa, Hồng Quân Thành, Ngụy Cương Thành, Hàn Thư Thành, 3 tòa thành trì này có hơn ức thần dân. Cuối cùng họ đã có chỗ để ở, thế nhưng sự thật thì họ không biết đang có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Ngụy Cương thành chủ, Hàn Thư phó thành chủ, Hồng Quân tiên sinh, lần này chúng ta chiếm được những tòa thành trì này là nhờ có các vị. Vô Cực Thành thành chủ Đông Phương Thuận tại buổi đại tiệc mừng công ha ha cười nói, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.
tám đại thành trì sau khi bị thần giới thứ hai chiếm được khiến cho mọi người ai cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Bao nhiêu năm qua họ bị người của thần giới thứ nhất áp bức, rốt cuộc họ cũng có ngày lật ngược được tình thế. Trước đây khi nghe Lạc Phượng Thành bị người của thần giới thứ hai cướp được, đổi tên thành Hồng Quân Thành, khiến cho thần nhân ai ai cũng hâm mộ. Nếu không phải vì khoảng cách từ chỗ họ đến Hồng Quân Thành quá xa thì những người trong thôn trang này cũng đều rủ nhau đến Hồng Quân Thành hết. Mà thời gian trôi qua cũng không được bao lâu, 8 tòa thành trì nữa lại bị đánh hạ. Không ai khác cũng đều nhờ sự có sự giúp đỡ của ba vị anh hùng Hồng Quân, Nghịch Cương và Hàn Thư. Có thể nói đến bây giờ tại vô danh không gian tầng thứ 7 này, người được thần giới thứ hai hâm mộ nhiều nhất chính là ba người bọn họ, đặc biệt là Hồng Quân. Không ai tin tưởng hắn là hạ phẩm thần nhân. Đại đa số mọi người đều đoán Hồng Quân này có lẽ chính là một vị thiên thần không chịu phi thăng. Nếu không thì một vị hạ phẩm thần nhân làm sao có được thực lực cường đại đến như vậy. Hồng Quân ba người cùng một bộ phận thần nhân đến đây trợ giúp cho người của thần giới thứ hai được kịch liệt khoản đãi. Đặc biệt là ba người Hồng Quân, Nghịch Cương và Hàn Thư. Ba người này có quyền đề cử chức vụ thành chủ cho tân tòa thành. Chúng ta hai người không có làm gì cả. Các ngươi có cảm ơn thì các ngươi cảm ơn Hồng Quân huynh đệ kia kìa. Nghịch Cương khoát khoát tay. Mấy năm nay mặc dù hắn trợ giúp cho thần giới thứ hai, nhưng nói về công lao thì Hồng Quân được tính là tốt nhất. Nếu không có hắn đưa quái thú đến giết hơn 16,000 cao thủ thì những tòa thành trì này cũng không dễ chiếm đến như vậy. Vậy đi, Hồng Quân tiên sinh nhất định chúng ta phải cảm kích rồi. Thế nhưng chính là Nghịch Cương thành chủ cũng không nên quá khiêm nhường. Công lao của các vị chúng ta cũng đều thấy được cả. Thi Phàm thành chủ ha ha cười. Hắn cũng là người linh hoạt nhất trong bát đại thành chủ. Không bằng như thế này, chúng ta tôn vinh Hồng Quân tiên sinh làm tổng thành chủ, các vị thấy có được không? Đông Phương Thuận đề nghị. Chủ ý này không sai, ta đồng ý. Nghịch Cương con mắt sáng ngời. Lão là người đầu tiên đồng ý chức thành chủ lại một lần nữa cấp cho Hồng Quân là thích hợp nhất. Ta cũng đồng ý. Thái Bình Thành tân thành chủ Kiều Thiên gật đầu cười nói. Tại lần công kích Thái Bình Thành, hắn cũng thấy được lực lượng của Hồng Quân cường mạnh đến như thế nào. Những gã cao thủ khiến hắn đau đầu đều bị Hồng Quân giết chết hết. Đồng ý, đồng ý. Chín thành chủ là chín người đồng ý. Hồng Quân có muốn từ chối thế nào cũng không làm được thay đổi quyết định của họ. Chính vì như vậy, Hồng Quân đã trở thành tổng thành chủ của cựu đại thành trì. Tại Hoàng Sa Thành, tổng cộng thần nhân ở đây có khoảng hơn 5,000 vạn. Thượng phẩm thần nhân ước chừng có khoảng 40 vạn. Thật nhiều thượng phẩm thần nhân sau khi đột phá đều đi tới Hoàng Sa Thành. Tòa thành trì này chính là tòa thành trì nổi tiếng nhất tại vô danh không gian tầng thứ 7. Hoàng Sa Thành, thành chủ Thạch Liễu Tín là một người rất có tâm cơ. Mặt ngoài 100 tòa thành trì phụ cận có thể coi như là ngang bằng, nhưng chỉ có các thành chủ mới biết vô luận là thành trì nào cũng phải tôn trọng quyết định của Hoàng Sa Thành. Trên thực tế có thể nói Hoàng Sa Thành thành chủ chính là thủ lĩnh của hơn 100 tòa thành trì còn lại. Thạch Liễu Tín chính là người một trong những gia tộc danh giá nhất của thần giới thứ nhất Thạch Gia. Cho dù là tầng thứ 7 không gian này hay tầng thứ 8, thứ 9 đều là một đại gia tộc. Tại tầng thứ 7 này, không dưới 100 tòa thành trì đều do người của Thạch Gia nắm giữ. 9 thành phụ cận đã do người của thần giới thứ 2 nắm giữ, đối với Hoàng Sa Thành cũng là một sự chấn động. Từ trước tới nay, thần giới thứ nhất áp bức thần giới thứ 2 không nhỏ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn để cho thần nhân của thần giới thứ 2 một con đường sống. Vì dù sao, đừng dồn chó đến chân tường, nó sẽ quay lại cắn chính bản thân mình. Đó chính là nguyên lý tránh những xung đột lớn nhất của thần giới thứ nhất. Hôm nay, 9 tòa thành trì đã bị thần nhân của thần giới thứ 2 chiếm mất. Đó là một sự kiện không nhỏ đối với thần giới thứ nhất. Những thần nhân của thần giới thứ nhất chạy trốn chết trở về, nói lại sự dã man, tàn nhẫn của thần giới thứ 2 khi họ vào chiếm thành, khiến cho lòng của thần nhân của thần giới thứ nhất sục sôi. Họ đều dâng thư lên các thành chủ yêu cầu tấn công 9 tòa thành trì đòi lại những gì đã mất cho thần nhân của thần giới thứ nhất. Trong 10 năm thời gian, Hồng Quân để lại cho các thành trì mỗi nơi hơn 10 cái nhị cấp trận pháp, sát trận, khốn trận đều có cả. 9 tòa thành trì giờ này như một lớp thần khí chiến ni bên ngoài, có thể phá được tầng bảo hộ này nhưng sẽ thật là khó. Cũng từ đấy, 9 thành cấp cho Hồng Quân một phủ ngay ở trong Hồng Quân thành. Chư vị thành chủ, hôm nay ta tập trung các người lại đây vì có một tin tức muốn nói với các vị. Ta sẽ bế quan một khoảng thời gian. Khi mọi người đến đủ, Hồng Quân công bố tin tức của mình. Tổng thành chủ,
Đông Phương Thuận là người thứ nhất phản ứng sau khi nghe Hồng Quân tuyên bố tin tức. Những lời chưa nói ra khỏi miệng tựa hồ có chút hối hận, lại không nói nữa. Đông Phương Thuận thành chủ, có chuyện gì xin mời nói. Nhìn thấy Đông Phương Thuận có điều muốn nói, Hồng Quân mời lão nói tiếp. Ta có thể nói sao? Phương Đông Thuận dùng con mắt nghi ngờ hỏi Hồng Quân. Hồng Quân gật đầu, trong tâm cũng muốn biết cuối cùng ý tứ của hắn là gì. Tổng thành chủ, có cả mấy vị thành chủ, chúng ta đều biết ở đây nếu không có tổng thành chủ trợ giúp thì căn bản không có khả năng trụ lại những tòa thành trì này. Ta nghĩ lời này các vị thành chủ sẽ không phản đối chứ? Đông Phương Thuận vừa nói những lời này xong thì sớm nước mắt nhìn các vị thành chủ. Ở đây cũng không có ai phản đối, đều gật đầu thật sâu, kể cả Nghịch Ương và Hàn Thư. Tổng thành chủ, nếu không nhờ có ngài thì ở đây không có ai có được vị trí như bây giờ. Chính vì thế mọi người mới tôn vinh ngài làm thành tổng thành chủ. Hồng Quân chỉ còn biết gật đầu, tiếp tục nghe Đông Phương Thuận nói. Thần giới thứ nhất bị chúng ta chiếm đi 9 tòa thành trì, ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Theo ta được biết, trong phương viên đất ngàn dặm có tới hơn 100 tòa thành trì lớn nhỏ, quy mô kích thước như 9 tòa thành của chúng ta cũng có không dưới 100 tòa, mà những tòa thành này địa vị cũng không phải là ngang hàng. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Nếu lần này tất cả các tòa thành cùng liên hiệp tấn công tất cả các tòa thành của chúng ta, xin thứ cho Đông Phương Thuận nói thẳng, cho dù có trận pháp của Tổng Thành Chủ, chúng ta cũng không có năng lực chống cự, cho nên ta nói lần này Tổng Thành Chủ bế quan. Đông Phương Thuận không có nói câu kết, quay qua cúi người nhìn Hồng Quân đoạn lui xuống. Đông Phương Thành Chủ nói có lý. Những thành chủ còn lại nghe thế thì cũng âm thầm đồng ý. Mặc dù họ cũng có những ý kiến riêng của mình, tuy nhiên cũng có những ý trái ngược không đồng ý, đó là Nghịch Cương và Hàn Thư. Nghịch Cương là người đầu tiên không chịu được, lên tiếng mắng to. Các ngươi, các bọn người kia, tiểu quân đã giúp chúng ta chiếm được những tòa thành kia, chẳng lẽ các ngươi muốn tiểu quân suốt đời phải trông thành, không được đi ra ngoài hay sao? Nếu không có sư đệ của chúng ta, các ngươi có ngày hôm nay không? Chỉ sợ giờ này các ngươi vẫn còn đang ở thôn trang, bị người thần giới áp bức rồi. Liễu Hàn Thư cũng một bên nói thêm, thật sự không nghĩ Đông Phương Thuận có thể nói ra những điều đó. Nghịch Cương thành chủ, Hàn Tư thành chủ, ta biết các ngươi, người Hồng Quân thành không giống chúng ta. Cho dù một lần nữa thần giới thứ nhất có tấn công Hồng Quân thành thì cũng không phá được trận pháp ở đó, điểm đó chúng ta ai cũng biết được. Đông Phương Thuận ý muốn nói về tam cấp trận pháp của Hồng Quân. Tổng thành chủ, chúng ta không phải có ý tứ kia, chỉ là một khi ngài bế quan, chúng ta thật sự không bảo trì nổi. Ngươi... Nghịch Cương bị Đông Phương Thuận nói làm cho bực tức đến độ không nói hết câu. Tốt lắm, các ngươi nói không sai. Hồng Quân lên tiếng. Ta lần này bế quan cũng không lâu, chỉ cần 100 năm thời gian thôi. Các ngươi chỉ cần bảo vệ cho ta 100 năm là được. 100 năm không có vấn đề gì chứ. Mấy vị thành chủ cũng chỉ còn biết nhìn lại Đông Phương Thuận. Hiện giờ hắn coi như là đại biểu của bát đại thành trì. Tổng thành chủ đã nói như vậy, 100 năm tiểu không lâu lắm, chỉ là... Tốt lắm, ta lần này bế quan cũng vì tăng thêm độ an toàn cho cửu đại thành trì. Nếu các ngươi đã tôn vinh ta là tổng thành chủ, ta cũng không khách khí nói một câu. Hôm nay ta mời mọi người đến chỉ để nói cho mọi người biết một tiếng, không phải là xin các ngươi. Hồng Quân nghiêm mặt nói. Đông Phương Thuận sắc mặt chuyển biến thật khó coi, nhưng vẫn còn nói tiếp. Tổng thành chủ, nếu như ngài đã quyết định thì Đông Phương Thuận cũng không có gì để nói. 100 năm nếu thực ra chúng ta muốn tránh cũng được. Nếu lúc đó thần giới thứ nhất thực sự đánh tới chúng ta, chống không được, lúc đó tổng thành chủ... Vô sĩ, không biết lúc trước tại sao ta lại tuyển ngươi làm thành chủ. Nghịch Cương đã sớm không chịu được, đứng lên mắng. Nghịch Cương đại ca, không cần nói nữa, ta ở đây cũng cảnh tỉnh các người. Theo ta được biết, số lượng thần nhân của thần giới thứ nhất đông gấp ngàn lần thần giới thứ hai. Đích xác là số lượng quá chênh lệch. Đông Phương thành chủ nói cũng vì sự chênh lệch này. Làm thế nào mới bù đắp được sự chênh lệch này đây? Các ngươi cứ nói quan điểm của mình đi. Thật nhiều thần khí. Có người nói công pháp thượng đẳng, trận pháp của tổng thành chủ. Các ngươi ở đây có nhiều loại phương pháp, có thể nói rất nhanh, thấy được hiệu quả. Hồng Quân liếc nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói. Đối với các ngươi, ta cũng có điều không rõ. Các ngươi sống đến từng này tuổi rồi, cả đoàn kết hai chữ đều không có. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, thần giới thứ nhất nếu muốn tiêu diệt các thôn trang ngoại thành là một chuyện hết sức dễ dàng. Tại sao họ không làm như vậy? Các ngươi hiểu được không?
tám đại thành chủ đều sừng sốt. Đúng vậy, khi họ còn ở ngoài thành, tại các thôn trang, thần giới thứ nhất hoàn toàn có đủ lực lượng để xóa sổ bọn họ. Với sự đối lập của thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai, không có lý do gì khiến họ để cho thần giới thứ hai một địa phương để sinh sống. Xem ra các ngươi không biết rồi, để ta nói cho các ngươi nghe. Thần giới thứ nhất không phải là không có cố gắng tiêu diệt chúng ta, mà là bọn họ sợ. Sợ hãi ư? Họ sợ người của thần giới thứ hai ư? Tám đại thành chủ đều nghi hoặc nhìn Hồng Quân, có thể nói điều này là điều mà lần đầu tiên họ được nghe. Đúng, bọn họ sợ hãi chúng ta, họ sợ chúng ta trở nên điên cuồng, đoàn kết lại với nhau. Bọn họ có thể đông hơn chúng ta gấp ngàn lần, nhưng vẫn phải sợ chúng ta, vì đó là đoàn kết lực lượng. Hồng Quân vừa nói, một tay nắm chặt lại. Đoàn kết ư? Đông Phương Thuận vỗ vỗ mạnh vào đầu mình, tự nói cho mình nghe. Ta đúng là đầu gỗ mà, có điều này mà cũng không nghĩ ra. Tổng thành chủ nói đúng, đoàn kết mới là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Không riêng gì Đông Phương Thuận, các thành chủ còn lại cũng cúi đầu. Ý nghĩa của hai từ đoàn kết, rốt cuộc họ cũng hiểu được. Từ ngữ này họ đã nghe và đã hiểu cách đây hàng ức năm, nhưng họ không còn chú ý tới nó. Đến bây giờ nghe được ý nghĩa của hai từ này, họ mới nhận ra rằng những cái tưởng chừng như đơn giản thật ra đều có ý nghĩa của riêng nó. Tốt lắm, Hồng Quân nói, ta mới quan 100 năm, các ngươi hãy hợp tác với nhau thật tốt, bảo vệ cửu đại thành trì. Đợi khi ta xuất quan thì ta dám cam đoan cửu đại thành trì một lần nữa sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cuối cùng Hồng Quân cũng đưa cho họ một lời hứa hẹn. Tám thành chủ gật gật đầu chờ Hồng Quân nói. Hồng Quân nhìn thấy mấy người này nghe xong mà vẫn không chịu rời đi, chỉ còn cách cười khổ nói. Ta cũng không muốn nói nhiều, như vậy mọi người có thể trở về. Có ta bố trí cho các ngươi trận pháp cùng với sự bảo vệ của các ngươi, thần giới thứ nhất muốn công phá thành cũng sẽ gặp muôn ngàn khó khăn. Bảo vệ 100 năm đối với các ngươi không tính cái gì là khó cả. Đông Phương Thuận mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Hồng Quân nói. Tổng thành chủ, những lời vừa rồi kính mong ngài tha thứ. Những người như chúng ta thật là ngu dốt, một điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Theo như những gì ngài nói, ta Đông Phương Thuận xin nguyện cùng thành trì tồn vong. Lần này coi như Đông Phương Thuận dẫn đầu tốt nhất. Thề cùng thành trì tồn vong, cùng thành trì tồn vong. Bảy đại thành chủ còn lại cùng đồng thanh hô to phụ họa. Hồng Quân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tại Hồng Quân thành, thành chủ phủ, ở thiên viện, Hồng Quân, Nghịch Cương, Hàn Thư cùng La Băng đang ngồi một chỗ. Chị dâu, đệ có một ý không tốt, đó là muốn mượn sư huynh 100 năm thời gian, tỷ xem có được không? Dựa theo lời hứa hẹn của Hàn Thư trước kia thì thời gian này hắn phải cùng Lâm Lâm đi đến một địa phương nào đó sinh hoạt như phàm nhân. Nhưng kế hoạch có thay đổi nên Hàn Thư cũng không thể ở nơi này được 100 năm. Trong khi Hồng Quân bế quan thì trợ giúp Nghịch Cương bảo vệ thành trì. Lâm Lâm thản nhiên cười nói, Tiểu Sương sao lại nói điều đó, cho dù 1000 năm cũng không tính toán, chứ nói gì 100 năm. Liễu Hàn Thư giọng điệu khổ sở nói, sư đệ, huynh nói với đệ chỉ là 100 năm thôi đấy. Sau 100 năm vô luận là chuyện gì, ta cũng mang Lâm Lâm đi, đệ không được ngăn cản đâu. Tuy ngữ khí của hắn khổ sở, thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy được vẻ mặt của hắn thật sự rất hưng phấn. Tiểu Quân, đệ còn chưa nói cho chúng ta biết tại sao đột nhiên đệ lại bế quan 100 năm. Nghịch Cương thấy khó hiểu hỏi lại. Hồng Quân thần bí cười nói, bây giờ đệ chưa nói cho các huynh biết được, sau khi đệ xuất quan sẽ cho các huynh một trận kinh hãi. Bây giờ sao không thể nói, thật là hẹp hòi mà. Hàn Thư cũng bất mãn nói, không phải là hẹp hòi mà bây giờ còn không tính, đó là kinh hãi. Băng Nhi, suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Lâm đột nhiên để ý thấy La Băng rất đăm chầm, từ đầu tới giờ không nói lời nào, không biết giờ này nàng suy nghĩ cái gì. La Băng cắn môi nói, Nghịch Cương ca, Hàn Thư ca, Lâm tỷ tỷ, muội đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ Băng Nhi chỉ là một hạ phẩm thần nhân, có nhiều chuyện không có gì là gấp gáp cả, nên muội muốn bế quan một thời gian để đầy thăng tu vi của mình. Hồng Quân, Nghịch Cương, Hàn Thư đều dùng mình. Thực lực của La Băng mọi người đều biết, mặc dù là hạ phẩm thần nhân nhưng kết hợp với Hồng Mông Linh Bảo, thần khí Quân Tâm, vô luận là công kích hay phòng ngự đều đạt tới tiêu chuẩn của thượng phẩm thần nhân, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với thượng phẩm thần nhân bình thường. Nhất là phòng ngự, chỉ cần Nghịch Cương không sử dụng Phá Thiên Nhất Kiếm hay Nghịch Thiên Nhất Kiếm thì muốn phá phòng ngự của La Băng là một điều cực kỳ khó khăn. Băng Nhi, muội cũng định bế quan 100 năm ư? Lâm Lâm cười nói,
nàng xem La Băng không muốn cùng Hồng Quân tách ra nên cùng tìm cớ để bế quan. Không, muội nghĩ phải mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm, khi nào đạt đến trung phẩm thần nhân cảnh giới muội mới xuất quan. La Băng kiên định nói. Mọi người đều sững sờ, giờ này họ mới biết La Băng thật sự muốn bế quan. Ê, thành chủ phố có một gian mật thất có thể đủ cho hai người bế quan. Nghịch Ương thở dài nói. Vì vậy Hồng Quân và La Băng lặng lặng một nam một nữ đi vào mật thất bắt đầu quá trình bế quan. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.